nụ cười rơi. Đây là những câu hỏi hay lắm con ạ. Hãy ngồi coi người lớn chơi, rồi sau này đừng bao giờ chơi giống người lớn. Có khi nào con ngồi hử không chú? Thật ra nó câu hỏi nó dễ lắm. Ví dụ bây giờ chú hỏi trước, con chuột có mấy chân? Con chuột có hả? Con chuột có hạ hai chân, hạ hai chân, bốn chân. Từ từ. Con chuột gì mà? Con chuột mấy chân? Con chuột giả hay chuột thật? Con chuột cống mấy chân? Con chuột cống bốn. Là con chuột thường thường là bốn chân. Vậy con chuột gì hai chân? Mickey. Con vịt gì hai chân? Vịt đực. Vịt đực. Vịt đực. Vịt cái sao? Con vịt hai chân. Có con vịt nào bốn chân không? Trời đất ơi, trời. Ôi, một ngôi sao sáng, hai ngôi sao sáng. Ủa thì con vịt. Ba ngôi sao sáng. Này, con vịt gì hai chân? Ủa, con vịt gì cũng có hai chân. Đó. Thì đó. Mắc gì phải trả lời con vịt được. Thêm chữ được vô làm chi. Trời đất ơi. Chiến này hai đứa già mình đi dễ khó về rồi. Rồi bây giờ hỏi thêm câu nữa, làm sao biết con nào dịch đực, nào dịch cái? Thì hỏi cái người nuôi bán dịch đó. Thôi bây giờ mỗi đứa một ghế anh Luật ơi, đổ vòng đi, đổ vòng luôn. Chứ chơi gì nữa anh Luật. Bé hỏi câu đó còn gì thưa, hỏi cái người bán dịch rất là biết hả? Nhưng mà trả lời về IQ rất cao. Wow. À, mắc gì mình phải quan sát con nào con đực, con nào con cái. Mình hỏi bà bán, ê con nào con đực, con nào con cái, bà sẽ giải thích cho mình. Hợp lý, thông minh. Rất thông minh. Nhưng mà sử dụng sự thông minh đó lên hai cái ghế này tôi e là không ổn. Bây giờ test vậy thôi, chứ câu hỏi lát nữa là không có hỏi theo kiểu đó. Bây giờ con thích đấu với ai, chọn đi ạ. À, hãy chọn người nào có cái IQ bằng mình. Hồi nãy con đấu là con thua người ta rồi đó. Nãy con đấu với Thúy Ngân con thua, giờ con chọn Thúy Ngân. Trả thù không? Em thôi, chương trình sắp xếp bây giờ. Anh kỳ anh Luật. À, chương trình sắp xếp đúng không? Rồi. Gì vậy? Tôi dẹp áo mưa hết. Không chơi áo mưa nữa. Đúng vậy. Đúng. Không cần áo mưa. Tại vì tụi tôi biết tụi tôi có thắng đâu mà cần phải chơi áo mưa. Là bây giờ chọn ai ạ? Em sẽ chọn người có cái IQ bằng em. À, chắc là hơn em. Em chọn Trương Thế Vinh. Trương Thế Vinh, đồng ý không? Sao em cứ hù anh hoài vậy? Lần này anh không có sợ đâu nha. Tôi chọn Lan Ngọc. Lan Ngọc, Ngọc, Lan Ngọc, Ngọc, Ngọc. Con không còn sự lựa chọn, chọn Thúy Ngân. Đồng ý không? Dạ. Cặp nào muốn chơi trước? Tôi trước luôn, tôi trước luôn. Luật xung quá rồi ta. Anh sao vậy Luật? Không đeo kính gì hết. Hận thù chồng chất thua rồi. Thua là hả Hồng Gia? Quánh tôi xì, để ai được quyền trả lời trước. 1, 2, 3. Tiết Luật sẽ trả lời trước. Hả? Kể tên các loài vật bắt đầu bằng chữ C, tức là chữ cờ trong tiếng Việt. Con cò, con chó. Một chữ thôi. Một chữ liệt kê. Cò, chó. Một con. Cò. Chó. Năm. Bốn. Chim. À, con là cá. Cún. Năm. Công. Cấp. Cút. Năm. Cút. Năm. Cú. 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 À, năm. Con cù. Bốn. Con cù. Chim cù. Cóc. Cóc. Năm. Bốn. Ba. Hai. Con. Rút mà vô, rút mà vô. Con cào cào. Con cào cào đó. Con cào cào. Con châu châu. Con chích chè. Con bé này láo cá với ông chú quá. Tôi
đứng nói còn kia mà bậy quá tôi không dám nói. Chúng ta nhớ nha, cá là một loại cá thôi chứ không cá sặc, cá thu, cá chuồng, cá hố là không được nha. Câu thứ hai mời quán tôi xì. Một, hai. Trời, lại thắng. Thắng cũng như thua. Đây là câu hỏi dạng gì ạ? Câu hỏi dạng chết tới nơi. Là ai chết ạ? Người trả lời đầu tiên chết. Chà. Kể tên những bộ phim mà Lan Ngọc từng tham gia. Gái già lắm chiêu. Cánh đồng bất tận. Găng tay đỏ. Hên mà xui. Bầu lại vợ bầu. Cua lại vợ bầu. Tấm cám. Năm. Chị em. Có làm gì có chị em. Không có thì thôi. Không có thì thôi. Ăn thôi được thôi. Vậy thì ăn bột. Ủa, bé dễ thương quá. Chết tới nơi. Câu thứ ba. Jim. Ai thắng? Tôi. Kể tên các món ăn có thể làm từ cá. Chiên. Chiên. Hấp. Hấp. Xào. Xào. Kho. Kho. Năm. Nướng. 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 Ướp muối. Xì xì. Muối đó, hấp muối. Ướp muối hả? Ở đâu ra muối á? Ướp muối, em dùng cái từ ướp muối mà. Em dùng cái từ ướp muối mà. Ướp muối. Em nói hay quá. Em nói hay quá, phải ăn một lần với tôi. Sao không lấy vô, sao không lấy vô? Quên. Em đang tranh luận. Ở lượt này, Lan Ngọc vẫn thắng. Thì chết sao, là cái gì chứ? Thì đó, muối. Thì mình thích thì mình xào lên thôi. Sao có vụ đó? Rồi chứ. Em mới xào là cái gì? Cái gì em xào không được trơn. Em xào rau muống, em xào rau thơm, em xào rau răm là bình thường. Em tính bắt bẻ tôi luôn hả? Không, em vi hỏi. Ủa mình cùng đội mà, thí dụ tôi có nói sai mà người ta lướt qua rồi, em ghi lại làm chi? Em thấy thân xác tôi vậy em chưa vui sao? Chị... Mời em vô. Chị dạ kêu em hỏi. Đừng giải thích gì hết, em vô em ngồi đi. Rồi em thấy cái cặp. Thông báo là đội áo xanh nhắc hơi nhiều nha, nhưng mà thấy sức lực yếu nên bỏ qua. Bỏ qua đó. Vậy mà vẫn thua người ta. Đội áo cam cũng phải nhắc luôn. Đội nào nhắc cũng vậy, là người trên đây lập tức ăn bột. Ờ vậy đi. Sao tự nhiên tới em với bé Vi là khó vậy? Anh muốn gây sức ép cho bé Vi hả? Thôi, tại bé Vi cũng mới chơi lần đầu á Ngân. Dạ em hiểu ý rồi. Mình thua thì không có nhục, không có nhục. Hôm kia người ta chưa chơi 5 mùa rồi mà người ta thua quá trời thua. Ôi có gì đâu, trời mình thua. Chưa. Ê, ai cho rút lên? Khi nào xảy ra chuyện mới rút. Hồi nãy tại vì cậu rút không kịp. Cậu luôn rồi. Hồi nãy tại vì chú rút không kịp. Chú lo chú gây lộn chú rút không kịp. Còn con ví dụ mà con cảm thấy con sai là con rút liền. Con hiểu không? 3, 2, 1. Wow. Thắng, đừng trả lời trước. Kể tên các loại vật dụng mà chúng ta có thể mặc hoặc là đeo lên người. Túi xách, áo bà ba, áo lót. Áo bị dính từ áo luôn. Áo là một loại áo thôi, đã quy định từ nãy giờ rồi. Đồng hồ, mắt kính, bông tai, nhẫn, giày, dép, dây chuyền, lắc. Lông mi giả nữa. Đúng rồi. Trời ơi thiệt á. Bây giờ mới thấy cái kiểu mà bên thắng nói chuyện nghe láo thiệt. Bỏ. Lông mi giả nữa. Câu này dễ luôn, lợi thế dành cho con luôn. Bánh tôi xì. 2, 3. Thắng. Kể tên các món canh trong ẩm thực Việt. Trời ơi, ẩm thực Việt à? Canh chua, canh rau. Rau gì cũng được mà. Đúng rồi. Nói gì đâu. Trời ơi, chết thiệt. Canh khoai mỡ. Canh cá lóc. Canh cá mà. Không, đừng nghĩ nói gì đâu. Canh thịt bằm. Đúng rồi. Canh cà chua. Có canh cà chua. Nó cái nói đó gì là đâu? Canh rau rồi. Cái đó là có okay. Rau khác, củ khác. Ok mà. Nói gì đâu. Chua với trứng. Ok mà. Canh này ok mà. Canh xương ngon. Canh bò hành. Bò hành có luôn. Có bò. Nói gì đâu. Ok mà. Canh bò hành là nhiều người nấu hả? Dạ. Năm. Canh trứng ạ. Canh tôm nè anh ạ. Hồi nãy giờ con kêu cá luôn, không có tôm. Tôi có nói gì đâu. Ok mà. Ok, canh tôm. Are you ok? Ok. Canh rau.
đó quá. Rồi rồi, nói gì đâu. Canh cá lắm. Nói gì đâu. Canh cà chua. Ok mà, ok mà, có nói gì đâu, có nói gì đâu. Bò hầm có luôn. Nói gì đâu. Ok mà. Ok ok. Canh nghêu. Canh nghêu. Canh thì là, canh rau thì là. Rau. Không phải là, thì là không phải rau, thì là không phải rau. Thì là cái cộng thì là. Không phải rau, không phải rau. Đúng đúng. Đúng đúng không chị? Đúng rồi. Là không phải rau à. Thì là giả bộ cho qua, giả bộ cho qua. Canh 6. 5 4. Canh khổ quá. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mà thái độ kiên quyết với sợ. Ok, giả bộ cho qua, ok. Canh gà. Canh gà. Bí đao. Canh bí đao. Nãy lúc mà chưa lên á, chưa lên thi thì nãy chú nói sao? Bên nào nhắc hay sao? Hả? Lấy dùng. Lấy dùng. Lấy không. Con đâu có nghe đâu. Nãy giờ con nghe. Nãy giờ có nghe đâu. Vậy thì con hỏi đợi con có nghe không? Không biết, con đâu biết đâu. Khổ quá. Canh khổ quá. Bí đao. Bí đao. Nãy giờ con không nghe. Con đâu có nghe gì. Thôi giả bộ cho qua luôn. Giả bộ cho qua luôn. 5 4 3 Canh khoai môn. Canh khoai môn. Nãy canh khoai rồi. Khoai mỡ. Khoai mỡ rồi. Khoai rồi. Còn khoai lang, khoai gì tùm lum nữa kìa. Cái khúc mình rau đó thì là rau đó. Mình cho qua được rồi. Giờ mà cho người ta qua cái được không? Cho người ta qua cái được không? Thì là rau đó. Là không phải là cái cộng rau là mình kiểu nhiều loại mà nó ý là bỏ vô cộng cộng thì làm là nó có mấy cộng mà. Thì nó là rau chứ đâu phải là củ. Khi nào củ khoai lang, củ khoai mì là củ. Nó vẫn là rau mà. Không được, không được. Không được hả? Không qua được hả? Phạt đi. Em nói lại. Canh gì, canh gì? Canh trong biển. À, canh trong biển. Người ta nói lại rồi, canh trong biển rồi. Canh kim chi. Đúng. Canh kim chi là của Hàn Quốc rồi. Ủa, canh trong biển là của Việt Nam kim hả? Kim chi ở Việt Nam có bán luôn. Con tự nấu canh kim chi con ăn luôn. Con tự nấu canh kim chi con ăn luôn. Con tự nấu canh kim chi con ăn luôn. Đó là canh Việt Nam, chỉ có đúng Việt Nam rồi, có. Đúng rồi, đừng ăn hiếp cháu tôi. Việt Nam có là được tính đúng không? Đúng rồi. Dạ, canh tôm chum mỡ. Không, tôm chum mỡ phải làm nha. Cái tôm chum mỡ phải làm nữa. Canh kim chi là em tự nấu, mua kim chi vậy em nấu nè. Canh tôm dâm là nghe cái tiếng nó là Thái Lan rồi, không thể ở Việt Nam được. Ê ê ê ê ê, tôi thấy con kia có canh xò mai nha. Canh là canh gì? Tại vì cái chữ kim chi á, cái chữ kim chi là mình viết vậy nè. Đúng rồi, không, Việt Nam viết kim kim chợi chi luôn. Kim chợi chi luôn. Đó là do người ta dịch từ tiếng Hàn qua nè. Đúng rồi, canh đó là du nhập từ Hàn Quốc về. Kim chi. Ok, canh tôm dâm luôn. Ok, canh tôm dâm luôn. Rồi, canh tôm dâm luôn. Nhưng mà kim chi là mình sai rồi. Ủa, nhưng canh tôm dâm người ta cũng tính canh tôm. Tại do mình sai nên người ta mới sai theo. Giờ mình đổi kim chi đi, lấy canh khác. Canh tập tàng. Canh tập tàng. Tập tàng là cái gì? Tập tàng là canh tả bí lù tất cả các loại rau. Đúng luôn. Có canh tập tàng sao cứ gồ đi. Nhưng mà nó là rau. Thì đó là canh rau đi. Nhưng nó là rau. Vậy nó có củ, nó có tất cả các loại. Có gì nè, ví dụ có gì. Để nghe cháu nó nói nè. Tất cả các loại rau, tất cả các loại củ. Tất cả các loại mình muốn cái gì vô cũng được hết trơn á. Chính xác. Ví dụ như canh tập tàng, đúng không? Mình bỏ trái ổi vô mình nấu được không? Được. Được. Cái gì cũng được hết, rau gì cũng được hết theo sở thích của mình. Ví dụ như mình thích trái xoài bỏ vô nấu không được. Ví dụ như mình thích trái xoài bỏ vô nấu không được. Mình ăn cái gì mình bỏ cái đó. Đúng à. Bây giờ em sẽ đưa ra cái câu trả lời đầu tiên của em. Nhưng mà nếu em giải thích mọi người đồng ý thì em... Rồi, giải thích. Chứ nãy giờ cũng giải thích không hả? Canh mì tôm. Mọi người thường ăn cơm trắng không có gì là ăn canh mì tôm. Hồi xưa có bóp ra đổ nước rồi lại ăn chan với cơm đó. Đúng rồi. Có ăn canh mì tôm chưa? Canh mì tôm đúng không? Đúng rồi. Con, canh cơm. Canh cơm. Canh cơm. Canh cơm là canh gì? Canh cơm là canh chan với cơm á. Canh cơm. Vô tình là cơn gió mang yêu thương đến.
No. No. Tôi. Trời ơi, anh Giang, anh té. No. Ủa, cho em hỏi tại sao em bị đổ bò? No, no, một sự nhầm lẫn. Không thể. Cho em hỏi tại sao em bị đổ bò bò. Không nha, canh cơm có, tại sao lại lộn? Hồi trước con ăn canh cơm nè. Cơm, bỏ nước, nước lọc vô, nấu lên, xong. Cái đó đổi qua cháo rồi. Không, 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 canh cơm đó là khác. Nếu mà không, mình nói á, cái canh mà nằm... Cơm đã nấu chín nha, chứ không phải là gạo sống. Cơm đã được nấu chín, đổ nước vô. Thì miễn nó có nước là được mà. Cái đó là cái loại canh Việt Nam. Cái đó là các loại canh Việt Nam. Mời hai chuyên gia ẩm thực ngồi xuống. Cái lúc mà con nói canh cơm là chú bước qua đây là chú nói trời ơi, cuộc sống tôi biết đi về đâu. Thì là chú đập đây là chú than vãn đó. Ở trong này tưởng chú ra hiệu đổ luôn. Coi như là xử thua luôn rồi. Tại vì bên đó đổ bột sao rồi. Sao được chứ. Mỗi còn rất nhiều loại canh. Mình đổi câu hỏi đi ạ. À. Đổi câu hỏi không? Đổi, đổi con. Không, đổi để em đổi đi. Đổi không? Đi. Đổi câu dễ không ạ? Đổi câu dễ, đổi dễ. Ờ, đổi câu dễ hơn thì dễ, dễ hơn, ok. Câu dễ hơn thì được chú nha. Là, chú đã kinh nghiệm cuộc đời chú. Tới phút này là phải dễ thôi. Chứ khó là bà chú mệt. Mệt. Câu thì hay. Câu này là vô bờ bến và sắp tới chúng ta sẽ mệt hết. Quá chút xì đi ạ. À. Ồ đúng là kỳ phùng địch thủ à. 1, 2, 3. 2, 3. Wow. Thắng là mình được quyền nói trước. Nói trước là mình có cơ hội. Vì sao mình sẽ bớt đi một kết quả. Hiểu không? Nói sau trước gì cũng như nhau. Nãy em nói canh gì nữa? Canh chuối nè, canh nước lã cũng có. Thôi, tiếp tục đi. Qua, canh qua xoài. Đi. Qua đi anh mệt quá. Dạ rồi, 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 ok, ok. Trời ơi, cái kiểu kẻ thắng trận bố láo thiệt luôn. Câu này hay. Câu này chúng ta sẽ vừa trả lời phân tích luôn, thậm chí là diễn xuất luôn. Canh nước lã là chỉ có nước thôi. Qua qua. Đúng rồi, qua canh đi. Lã là bao giờ có canh nước lạnh trong đó nữa. Chị hay ăn canh mà chị ăn không nổi á là chị đế cái canh. Em nha, chị bỏ cá không có đâu cũ hay không, không có cá để bỏ canh vô là nước á, vô cơm gọi là canh cơm. Qua đi lắc cho anh chị. Mà ăn canh với xoài nữa. Qua đi lắc tại chiếc xe đang chạy luôn. Qua qua. Liệt kê những cách nói chia tay người yêu. Em hết yêu anh rồi. Chuẩn. Rồi, hết yêu. Mặt dữ vậy. Chúng ta không hợp nhau. Anh đã có người khác rồi. Wow. Anh không yêu thương gia đình tôi. Đúng rồi. Ba mẹ xí. Hoàng xí 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 xí. Chưa phân tích, em được quyền phân tích chưa đúng không hả? Tức là gì nè, ví dụ như ấy, tại sao không thương gia đình tôi vậy? Thì đâu phải là lời chia tay. Đúng rồi. Ủa anh à, ví dụ nè, đây diễn đây. Anh nói đây nè, câu hỏi chúng tôi là liệt kê những cách nói chia tay. Ví dụ như là kết thúc. Không không là biết chia tay nè. Anh chưa, em chưa nói hết. Vậy nè, nếu như em nói nè, anh không thương gia đình tôi nên tôi không muốn nhìn mặt anh nữa. Tại sao mình không nói là tôi không muốn nhìn mặt anh nữa? Em chưa nói hết. Vậy nè, mày sao bỏ anh? Vì anh không thương gia đình tôi. Đó, đó, hợp lý đúng không ạ? Không ạ, bị phạt rồi, ngồi ạ. Tiếp không chú? Tiếp câu khác chứ, mình còn câu nữa mà. Ủa, bây giờ đang là què phải không ạ? Đang què đúng không? Nói đảo đúng, luôn á. Đúng là kỳ phùng địch thủ. Lâu rồi mới thấy cô gái đến đường cai lậy. Đây như vậy. Liệt kê những nơi. Có nghĩa là kể tên những nơi. Chưa tiết xì mà. Chưa tiết xì. Chưa tiết xì. Chưa xìm xàm á. Ok ok. 1 tiết xì. Chưa tiết xì. 2 3. 2 3. 2 3. 2 3. Con thua. Thua câu này là lợi thế. Cảm ơn chú. Liệt kê những nơi bạn phải mua vé mới vào được. Rạp xem phim. À, ở Nha Trang là nó có cái khu vui chơi. Vé máy bay đi mua chỗ vé máy bay đi đi vô đi bye bye. Đi vô đi bye bye. Trả lời ngắn gọn nào. Mua vé máy bay đi chơi nước ngoài. Vé tàu lượn riêng nha, tàu lượn. Nè đây con kể cho chú nghe. Nè đây con kể cho chú nghe. Vé tàu lượn là cái tàu. Đúng rồi, tại thường khu chơi là vé là vé, khu chơi là vé là khu riêng. Đúng rồi. Đi xe buýt tháng. Đúng. Đi xe buýt. Vé qua trạm. Vé qua trạm. Trạm đúng, đúng, đúng. Vé qua trạm. Vé
Đâu? Vé giữ xe, lấy vé. Đúng đi rồi. Về. Chú phải đưa vé vào tay, ta mới cho chú đi ra chứ không sao cho đâu. Người ta cho chú đi ra nếu không có vé. Đúng rồi. Gia đình chú còn con cái. Ok, dạ nhảy chú. Vé đi tham quan. Tham quan gì? Tham quan những chỗ trong viện bảo tàng đồ mọi thứ. Rồi. Vé đi chỉ cần nói cái nơi thôi. Cái nơi thôi hả? Thì đó nơi nào phải mua vé, viện bảo tàng là dạng vậy đó. Vé phố cổ, đi vô phố cổ là phải mua vé. Quê con rành. Quê người ta có cả gì không? Phố cổ Hội An. Đúng. Sao bữa chú đi chú đâu mua vé? Tại vì chú không có vô đúng chỗ phố cổ. Nó có cái một cái khu nè ngay chỗ quảng trường là phải mua cái vé để đi vô phố cổ. Hay quá. Còn chú là chắc là đi sai chỗ rồi. Wow. Quê anh ở đâu mà anh đi sai chỗ vậy? Quê chú Quảng Nam. Nhưng mà quê con Hội An. Hội An là Hội An phải Quảng Nam hả? Cũng đúng nhưng mà tại vì chú không ở Hội An. Bây giờ mẹ con tối nào cũng gọi điện thoại kể cho con nghe về tình hình Hội An. Wow. Nên con biết tình hình Hội An. Ok. Bé đi đập vịt à? Hồ đập vịt. Bé đi cái chèo thuyền mà không phải là cái thuyền bình thường mà là một cái thuyền dắt. Đúng mà con chưa đi bao giờ nhưng mà con nhớ là cái thuyền dắt đó, nhưng mà con biết là chèo đứt à, con chưa đi lần nào nhưng mà con nhớ. Nhưng mà đâu có mua vé đâu. Có mua vé em ơi, có, mua vé có, ai cho phải em... mua vé. Phải mua cái vé ta mới phát cho mình cái tàu chứ. Ai người này không đi không biết. Phải mua vé tại vì vừa rồi là bạn con rủ con đi chèo nhưng mà là con bận. Chú đồng ý rồi. Vé đi tàu điện ngầm đi Vũng Tàu. Tàu cánh ngầm, em diễn tả mà, em có diễn tả cái này lại giống, cái này là ngầm ở dưới luôn. Thôi bé ơi. Tàu cánh ngầm chứ phải. Tàu cánh ngầm. Thôi, vé đi bơi. Đơn giản, vé đi bơi. Đúng. Bơi đâu? Chỗ bơi chỗ nào cũng được, ở hồ bơi công cộng là phải mua, không phải, hồ bơi công cộng là không mua vé, không mấy cái hồ bơi mà ít kêu này kia đó. Con hay dậu. Hồ bơi thì bán vé là mình mua vé thôi. Đúng rồi đó. Vé đi ca nhạc à. Vé đi coi ca nhạc có nghe ca nhạc. Đúng rồi. Vé coi ca nhạc. Vé đi xem kịch ma. Đúng rồi, kịch ma thôi, kịch hài vui đâu cần vé. Đúng không? Đi, nói chung là kịch là mua vé. Ok. Mình đi coi kịch ma rồi, mình đi coi phim rồi, mình đi coi ca nhạc, mình phải đi coi cải lương chứ. Vé coi cải lương, được. Tăng. Vé đi coi rồi, đi vô nhà ma. Đi vô nhà ma phải có vé. Hồi xưa con đi ở cái... Sao nãy coi kịch ma vậy, vô nhà ma nữa, ma không vậy? Con vô kịch ma riêng mà đi xem ma riêng, đi xem ma ở cái công thiếu nhi gì bây giờ nó dẹp rồi. Lê Thị Riêng hả? Đúng, Lê Thị Riêng, hồi xưa con có đi Lê Thị Riêng vô nhà ma phải mua vé. Đúng rồi. Bây giờ con biết chú biết hay không nhưng mà hồi xưa con có đi. Chú không biết, chú mới lớn mà. Chú hồi đó thì chưa đi. Có máy gì ra cờ ra mà con vé lô tô à? Mua lô tô là phải có vé. Nhưng mà trong cái khu lô tô á là có mấy cái trò chơi, ví dụ như bắn súng đồ này kia là cũng phải có vé. Đó Hội An con có nha, con biết ở đây có không nhưng mà Hội An con có nha. Hội An người ta có. Đúng rồi. Hội An có nha. Vé đi xem đá vé xe vận động. Vé số hả? Vé số. Quá thông minh. Kính thưa quý vị thân mến, tôi biết các cháu lạc đề từ năm 1980 rồi. Những nơi phải mua vé mới được vào. Đúng hiểu rồi, không? Những nơi đó đều phải mua vé mới vào được mà. Vé số là mình vào chỗ nào? Vào đại lý. Mình có vô được cái chỗ mà đại lý bán số. Xong rồi mình mới lấy tiền được chứ, nếu như thắng. Con đang nói nếu như thắng thì mình sẽ được vô chỗ đó mình lấy tiền. Học hỏi là nơi nào, tức là cái vị trí, là cái location á, mình phải mua vé mình mới vào được. Vô đại lý vé số. Thay lời con muốn nói luôn. Thì dạ kìa. Anh tiền cảm tựa bằng nó. Mà em thắng rồi đúng không ạ? Hồi nãy ai thắng ạ? Em à, Thiên anh. Ngân, Thiên Ngân. Thôi bây giờ chơi luôn phần thi giả. Người ta thắng trước 1-0. Thiên Ngân là một điều, bây giờ là một điều nè. Đúng. Bây giờ là quyết định nè. Ồ anh Lực, anh có đi học Anh không đi học gì hết. Anh Ngân chỉ biết như vậy. Ngân thắng. Ngân thắng đường nào ta? Sao mà chơi ăn gian quá vậy ông chú? Xui xẻo. Mình trải đời nhiều hơn học đúng chú? Đúng, đúng mình rồi. Nhìn đời hơn là mình nhìn sách vở. Đúng chú. Số sau tôi đề nghị mời Tiểu Vy qua đội tôi nữa. Tôi mê Tiểu Vy quá rồi. Đây là cô gái mà có thể là cùng tôi đi tới hết tất cả các số còn lại. Đúng.